Sẽ bắn con chích nó dài cỡ này vô này coi bắn nổi hay không nha. Ồ, nhẹ quá, nhẹ nhàng luôn. Đơn giản gỡ ra luôn, quá dễ. Rồi đây là chức năng quan sát, bây giờ mình chuyển qua đây là chức năng phân bố ha. Đó, giờ mình quan bê tông dưới đường luôn. Okay, đây là bê tông đường mà quan như thế này là thoải mái rồi, ok luôn. Cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Viên. Hôm nay Viên test cho mấy anh chị xem một con máy phải nói là chắc chắn nhưng mà giá rẻ. Một con Osaka, đây là một thương hiệu của Nhật nhưng mà đang được lắp ráp tại Trung Quốc. Nó nói cái sản phẩm này đang bán rất là chạy, mấy anh chị thấy không, đánh giá 5 sao. Nó nói là cái công nghệ được chứng nhận là một cái con máy này độ bền rất là cao và được bảo hành 6 tháng. Một cái sản phẩm Osaka 8834 đầu kẹp 13mm, công suất là 710W, tốc độ là từ 0 cho tới 3000 vòng trên 1 phút, tức là nó có điều chỉnh chạy chậm lẹ được và nó có đảo chiều. Ở đây thì mấy anh chị thấy là nó chạy có thể từ điện 110 lên tới 220, tức là dòng điện nào nó cũng chạy được hết á. Yếu quá thì nó sẽ yếu máy lại xíu nhưng mà lại vẫn ok. Và đây là một con máy, nhưng mà một con máy này nó rất là nặng nha mấy anh chị. Cho mấy anh chị cô chú mình xem một con máy khoan thôi nhưng mà nó nặng hơn 2 kg mốt, mấy anh chị thấy không? Tức là nó nói về con máy này, cái độ nặng nó rất là nặng, thì bên trong của nó đồ nó dày dặn và nó chạy rất là êm. Nãy mấy anh chị thấy là Nhiên đã test rồi, con giúp nó dài như vậy mà Nhiên bắn vô nó vẫn ok ha. Đây, bắn nhẹ chạy chậm, bấm mạnh chạy mạnh đó, nút khóa còn tắt ha. Đây là chức năng đảo chiều của nó đây, chạy ngược mở ra ha. Đầu kẹp là 13mm. Ở trên này là nó có chức năng búa và chức năng khoan sắt. Lòi cái búa ra là nó khoan búa, là khoan tường ha. Đó. Còn lòi cái mũi khoan ra là nó khoan sắt êm để bắn dứt rồi đó. Đây là cái tay nắm, thì mấy anh chị có thể mình xoay tùy ý, mở ra mình xoay muốn đâu cũng được, muốn thích thì tháo nó bỏ ra. Nguyên cái khối đầu của nó là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, để nó đảm bảo được cái dàn đầu này nó cứng chắc, nó không bị gơ. Đó, rồi ở đây thì nó có cao su, mấy anh chị thấy bình thường những con máy rẻ rẻ tiền xíu nó không có làm được tới cao su im tay đồ như thế này đâu ha. Thương hiệu Osaka nó dán tem trên này Osaka sao băng, nhưng mà như nói rồi, đây là những sản phẩm lắp ráp tại Trung Quốc và được cái con này nè, mấy anh chị thấy không, Trung Quốc nó ghi rất rõ ràng Made in China. Con máy này nó được bảo hành 6 tháng chính hãng, nó có phiếu bảo hành của nó đàng hoàng luôn, mấy anh chị thấy công ty nhập khẩu đồ nè ha, công ty điện máy Hoàng Mai nè, đó, nó nhập khẩu có đầy đủ luôn ha, bảo hành 6 tháng, con máy rất là chắc chắn, rất nặng nề. Và bây giờ các anh chị sẽ cùng Nhiên khui bên trong ra khám phá con máy này, nhưng bán 500.000 được free ship cho mấy anh chị trong cái mùa này. Chỉ có 500.000 được bảo hành 6 tháng với một con máy như thế này, và chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong nó xem nó làm như thế nào. Rồi ok mấy anh chị, đây trước tiên như mở ra cái đầu nhôm, mấy anh chị thấy nó làm dày ghê chưa, đầu nhôm rất là dày. Và đây là nhông, nó có lò xo nó đẩy cái bạc lên để khi mà nó tự động nó nhảy vô nhảy ra, đẩy cái đầu này lúc nào cũng ra, nó không cạ mặt bê tông, nó không kêu ha. Đầu nhôm rất là dày, nhông lớn. Rồi ở đây là dưới này nó xài bằng bạc, ở đây thì nó xài bằng bạc thao mấy anh chị nha, không phải là bạc đăng đũa. Thì cái bộ đầu này do nó làm cứng rồi, nó làm bạc thao thì mở bò để nó giải nhiệt trong này, nó không có nóng cái bạc. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu ở phía sau này, ở phía sau này, và nhiên tháo cái ruột ra luôn ha. Với một con máy giá rất rẻ 500.000, ở đây thì mấy anh chị thấy là dây nguồn nó bắt đuôi đồ đàng hoàng, dây đuôi chuột này, dây nguồn này nó dài chắc tầm khoảng 2 mét mấy anh chị ha. Đây là công tắc, nó có đảo chiều ở đây, và đây là than. Anh chị mở này ra thì mở lấy than ra là như thế này. Mấy anh chị nhìn nhiên tháo máy từ từ cũng biết tháo, biết sửa, biết thay than đồ đầy đủ ha. Than ở trong, ở ngoài nó bằng phíp nhưng mà bên trong nó bằng ổ đồng. Than nó là than 51. Sau này mình hư mình cũng có biết cách mình thay.
Rồi ở phía sau mở ra. Đây mấy anh chị thấy ở con máy này, ở trên này là bê tông của nó. Đây nó gắn như thế này, đẩy qua đẩy lại để bê tông và sắt. Đây là gô to, mấy anh chị thấy gô to nó dài chưa, một con khoan. Thông thường gô to nó sẽ ngắn, nhưng mà đối với con này gô to nó rất là dài. Nó giống như là Matex MT 8-10, 8-14 á mấy anh chị ha. Nó giống con 8-14, nó giống cái mã con 8-14. Và phụ kiện nó là dây đồng 100% cạo cho mấy anh chị xem luôn. Đây là dây đồng 100% nha. Đây, anh chị thấy là vàng tươi luôn nè, thấy không? Đó, cạo ra dây đồng 100%. Đây là hàng chính hãng, nó bảo hành 6 tháng. Và gô to của con này là gô to thuộc dạng gô to dài mấy anh chị. Để coi đường kính lớn nè. Đó, 34.11. Rồi, chiều dài của cái gô to này thì nó là hơn 40 ha, hơn 40 xíu. Tức là con này nó nói về gô to nó khá là lớn so với một con máy khoan. Máy mài thì nó sẽ lớn hơn con này, do máy mài công suất nó lớn hơn nha. Còn con này là con máy khoan, công suất nó như thế này là 710W. Cái gô to nó dài hơn 40 là thấy là ok lắm rồi. Đó, bạc đạn dưới, bạc đạn trên. Đó, xài bạc đạn đầu và đạn đuôi định vị nó chạy rất là ok, êm. Với mức giá 500 ngàn thì bảo hành 6 tháng thì mấy anh chị thấy là một cái mẫu máy này hoàn toàn để các anh chị sử dụng công trình cũng được. Lặt vặt gia đình thì càng tốt hơn nữa. Em yêu khoa học, muốn làm cái gì làm. Bảo hành 6 tháng 500 ngàn, mỗi tháng chưa được 100 ngàn thì mình xài quá tiện lợi rồi mấy anh chị thấy không, đúng không? Giá nó quá rẻ, đầu 13 ly mà đặc biệt cái thằng này nguyên đầu hợp kim nhôm. Thằng này nó sẽ rất là cứng vàng đầu, nó không bị gơ. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mấy anh chị xài sẽ bền hơn. Nó có cái ếm chắn gió đầu đầy đủ để làm mát cái máy tốt hơn. Đó là những cái chia sẻ của Nhiên. Nếu các anh chị thấy những cái mẫu sản phẩm như thế này nó phù hợp cho mình, với cái giá cả nó phù hợp, hợp lý, thì các anh chị liên hệ máy xây dựng Nhiên qua những số hotline bên trên để các anh chị mua. Các anh chị có những ý kiến gì thì cứ comment bên dưới. Nhưng nhìn những ý kiến của anh chị, Nhiên sẽ làm video nó tốt hơn. Thấy video này được cho Nhiên xin một like. Những anh chị nào chưa nhấn đăng ký kênh ủng hộ Nhiên bằng nhấn một cái đăng ký kênh và những cái chuông kế bên để mấy anh chị cập nhật những video mới nhất. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ những xin chào, hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị cô chú.